xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin gửi đến trả hàng một bác khách đã đặt mua con Chio của em và một bác khách đã đặt mua con The Nom của em. Và đây em đã tháo ba con âm ly để gửi cho ba bác đây. Thì trong thời gian vừa qua thì các bác đã ủng hộ cho kênh của em rất là nhiều. Và ngày hôm nay là một ngày em bán được rất nhiều những chiếc âm ly như vậy. Thì tất cả những chiếc âm ly hôm nay em bán cho các bác hầu như tất cả là những chiếc âm ly em bán chỉ lấy tiền công đóng hàng được các bác ạ. Nghe chỉ lấy cái tiền đóng hàng vào thùng xốp thôi các bác. Hầu như là như vậy luôn. Có những con em còn bán lỗ thì các bác. Hôm nay có một bác đã mua được một chiếc âm ly của em và bác đã gọi điện cảm ơn em rất nhiều. Thì thật sự là em rất là vui. Và một bác thì lấy được một dàn âm thanh gồm một đôi loa Sony và một con âm ly Onkyo kết hợp với nhau. Về bác cũng bảo với em là rất là hài lòng và đánh cái tiếng man rợn quá. Cái tiếng con loa đánh tiếng bát sợ quá, không dám mở to. Thật sự là các bác nói những câu rất là vui. Thì trong nghề các bác ạ, niềm vui của cái làm nghề, tất cả các nghề thì làm nghề gì cũng như vậy. Được khách hàng của mình yêu quý mình là thứ nhất, thứ hai là sản phẩm mang lại sản phẩm tốt cho khách hàng, và thứ ba là lại vẫn có được lợi nhuận, đó là một cái rất là vinh hạnh. Ba yếu tố đấy rất là vinh hạnh các bác nhé, rất là may mắn. Em rất là may mắn, em công nhận là em may mắn khi mà em được phục vụ các bác chu đáo, và thứ hai là các bác hài lòng với sản phẩm của em, và thứ ba nữa là cái phần lợi nhuận thì em cũng vẫn có được, đó là một cái trời cho. Em rất là cảm ơn các bác. Và mong các bác trong thời gian tới sẽ ủng hộ em thật nhiều hơn nữa. Thì hôm nay em sẽ quay video, trong buổi tối ngày hôm nay em quay video để gửi trả bác. Đầu tiên là con Chio này đã gửi cho một bác đã đặt cho em. Con này cực gấu bác nhá, máy 4 tụ nguồn, cực kỳ gấu các bác ạ. Con này công suất định mức của nó là 100W, nhưng mà nghĩa là công suất thật của nó các bác. Em chắc chắn các bác là nó nện, thì tất cả những dòng loa như vậy đều phải khóc với nó hết luôn. Nó nện rất nhiều, nện cả kho loa này luôn các bác. Riêng con này mà giá để cho các bác, giá để cho bác đấy có 2,2 triệu được các bác, bán xả lỗ luôn. Đây là thật sự bán con này em không có lãi đâu, em nói thật luôn các bác. Nếu em lấy lãi con âm ly này, ngày hôm nay em bán được 16 con âm ly. Nếu mà hôm nay em bán con âm ly này mà 2,2 triệu mà em có lãi, em thật sự các bác là em nghỉ nghề luôn. Đấy, rất là vui các bác luôn. Thì các bác cứ yên tâm đi, các bác theo dõi kênh của em nhiều thì các bác sẽ gặp được những sẽ các bác sẽ bắt gặp được những mỗi một lô em đều có những cái video, nghĩa là hết một cái lô nào đấy em sẽ có một cái video xả khoảng chục con âm ly. Ví dụ như cái lô này đây là còn chục con cuối đây, em sẽ xả cho các bác đó. Và hôm nay con này hôm trước em đăng là hơn 4 triệu, hôm nay bác đã chốt thì em bác chốt em luôn giá hơn 4 triệu. Em gọi điện lại em bảo thôi em để cho bác luôn giá là 3,9 triệu đó. Thì bác khách hôm nay em sẽ test cho khách luôn, test cho bác luôn con âm ly này cực kỳ khủng các bác nhá. Đây các bác từ nãy giờ nghe nó nện đấy, bát kịch, bát nặng lắm các bác ạ. Và con này công suất nó quá là lớn, nó nặng gần 20 cân, 18 cân mấy các bác. Thì nó có thể tận dụng làm karaoke các bác nhá. Các bác đánh vào những dòng bốt 601, dòng mà loa 2 bát đấy, những dòng loa khủng long. Thì nó lên nhẹ nhàng luôn, lên không nóng các bác, này lên không nóng tí nào luôn. Và còn nó chạy 4 con sò sắt, và sò sắt chữ đỏ các bác, và một con tụ nguồn cực kỳ to các bác, to như cổ chân. Con nguồn của nó cực kỳ lớn, nguồn này gần 20 phân các bác. Và đây em đánh thẳng luôn, con này là không có tính năng chỉnh bát chét, nhưng mà có một nút này các bác. Ví dụ các bác muốn nghe bình thường các bác đánh như này. Đấy, các bác muốn nghe nặng bát nặng chét, nghĩa là nịnh tai dí nút này phát là xong. The Nom thiết kế rất là hay, không cần phải chỉnh bát chét làm gì cả. Đây các bác, đó, nó lên tép và bát còn hơn cả những chiếc âm ly này vặn hết bát các bác, còn lên hơn cả vặn hết bát hết tép còn không bằng nó, rất là kinh khủng các bác ạ. Các bác đeo tai nghe và cảm nhận em nhả vào da này, nhả vào da thì tiếng nó lại rất là mềm, nhấn vào thì nó nặng bát và nặng chét. Đó là nút lâu lớt. Con âm ly rất là hay, và cái máy của nó đặc kín các bác, đặc kín luôn. Ngày xưa nó rất là đắt, nó bằng một gia tài các bác, mà giờ em để cho các bác chỉ có 3,9 triệu thôi, rất là vui. Mong là bác sẽ
về sẽ quý báu em nó. Trong thời gian qua thì rất là cảm ơn các bác. Thật sự là em cũng không ngờ được là em lại được sự ủng hộ nhiệt tình của các bác như vậy. Và em sẽ có một cái video tri ân các bác. Sắp tới kênh của em đạt 1k sub thì em sẽ có những món quà tặng cho các bác. Nó chỉ nho nhỏ thôi nhưng mà sẽ rất là vui cho anh em audio của chúng ta. Và mong tất cả các bác trong thời gian tới hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh của em, bấm chuông theo dõi để cho bạn bè cùng biết đến và chơi những sản phẩm audio nó giá nó vừa phải, và đặc biệt là tiếp cận với người tiêu dùng yêu audio rất là vừa túi tiền. Quan niệm bán hàng của em như vậy. Và đây là giới thiệu các bác tiếp một con âm mỹ technic này, nguyên sách hướng dẫn các bác em dán lên này, đây nguyên sách hướng dẫn em dán lên trên nó mới các bác nhá, nói chung là không một tì vết xước các bác, nó mới kinh luôn các bác ạ. Con này để cho các bác giá 2.2 triệu, nguyên sách hướng dẫn đánh rất nhiều dòng loa nặng trịch đó. Còn lâu này thì em đã làm video rồi, tí nữa em sẽ đăng lên. Cái chỗ này em vừa có một video xả hàng nhưng em chưa kịp đăng lên. Các bác gọi điện cho em nhiều quá, nên sẽ làm tổng hợp video này lại quay để các bác xem trả hàng cho các bác. Các bác nhìn cái con âm ly cực kỳ đẹp này. Giá thì có 1.8 triệu này các bác. Cực kỳ đẹp, đúng luôn, xỏ thuốc này. Một con IC to như bàn tay các bác. To như bàn tay luôn. Bộ tản nhiệt của nó này, ống đồng này. Cực kỳ gấu các bác. Rồi, xin các bác hãy nhấn nút đăng ký của em. Có nhu cầu mua sắm hay tư vấn, điện thoại, số điện thoại của em là 0981193686. Em giao hàng toàn quốc. Xin chào các bác. Các bác đợi em ra thêm mấy video test mấy đôi loa, em về rất nhiều đôi loa mới các bác nhé. Giá rất là rẻ, bác 25 để cho các bác chơi. Em sẽ cố gắng test những đôi loa ấy, làm có thời gian để cố gắng thu xếp thời gian để làm những đôi loa rất là hay trước mặt các bác. Em chưa thời gian làm, chưa giới thiệu các bác được. Xin chào các bác nhé.